Em đi nè mà cứ nằm cười thôi. Nhé. Có ai đi đẻ như vợ em không? Nằm cười ạ. Quay này. Son vỡ hết xe chưa? Hết đâu mà hết, son nó đẹp. Ai kịp đấy? Ngứa. Ngứa cái gì mà ngứa? Ngứa. Thank you mọi người. Tại sao có phải đi? Sư tử đâu cá? Rất cảm ơn chị. Cảm ơn chị Ngọc Anh. Kiếm nhiều thế. Ừ, ngày mai mua kẹo. Ngày mai mua kẹo á? Ừ. Đi gấp cầu. Đi khắp gấu à? Vẫn còn đi khắp gấu, vẫn ước mơ đi khắp gấu. Em cảm ơn mọi người. Con mắt vợ anh ơi. Thôi xin đấy. Mọi người hỏi có đau không? Không. Không. Mọi người nói phách mà không đau. Đúng rồi, có đẻ 10 con đúng không? Ừ, nhưng vợ có nói âu lo có. Dạ âu lo video không đau, đau có đi đặt nha. Được không? Mà trong có đau không? Có đau bụng. Mọi người nói phét đúng không? Ừ. Đau đẻ không đau mẹ. Mọi người đúng rồi, đau một chút đúng không? Không có, không có, không đau. Ừ. Đau ít, đau ít đúng không? Nói thật, nói thật. Ờ, vợ này mặt này nói thật đi tiêm lại à? Tiêm nhiều thế. Trông... cái gì trông? Trộm vía em thôi. Nè, chị Tu Phương, chị Phương Jin, chị Ngọc Anh nói phét là đau, không đau mà. Ừ. Không đau. Không đau đúng không? Đau đâu mà đau chứ gì? Đau. Không đau. Xem sân đêm thắng. Ừ, đúng rồi. Đau đâu mà đau, mà phải đau nhỉ? Không đau. Ừ. Nhưng mà công nhận là đất này đất tốt mọi người ạ. Đất tốt, nhìn. Ừ. Đất tốt trồng khoai gút đúng không? Đúng. Ngư em. Anh đặt là phải cho biết không? Mọi người nói nhiều, im nhiều. Cậu đi, đê, ở đâu? Đi ở đâu? Nhiều mọi người. Vì nói, làm đi không? Mọi người biết. Mệt quá. Lát là phòng một chút đúng không? Hả? Ở đây là zoom một chút đúng không? Chưa mà. Ở đây thì đè. Ừ, nhưng mà zoom ở đây một chút đúng không? To. To. Đi đây ở đây thì nó có đi zoom đúng không? Đúng. Đâu đè thường mọi người ạ, đè thường. Em cảm ơn mọi người nhé. Đi bím chứ không mổ. Ừ, đi bím. Con là thông minh mà. Đúng rồi. Con ơi đi, nhanh lên nha. Ừ. Ok mẹ. Ok mẹ. Hôm nay Bông nói cái gì? Cái gì? Hôm nay Bông nói cái gì? Cái gì? Bông có nói con liền dự cảm à? Thế là cái gì? Con cái gì nhỉ? Hôm nay em đi nhỉ? Đi Bông, Bông nói, Bông nói cái gì? Cái gì nhỉ? Hôm nay con dự cảm à? Hay là con cái gì ấy? Con kê đi. Không, con cái gì nhỉ? Hôm nay em khoai đi nhỉ? À, Bông biết là hôm nay khoai đi. Ừ. Bông bảo là à, linh cảm đúng rồi. Bông bảo hôm nay con linh cảm là em khoai ra đời. Đúng thật. Đúng đúng không? Bông nói đúng đúng không? Đúng. Đây nha, mọi người có nhiều. Đây, inbox nhiều.
Trời ơi, lên đi. Mệt quá nên mọi người nói nhiều. Chị Tù Hương, chị Diệp, chị Vương Jin, chị Ngọc Anh, Nhân Tín. Nhiều người. Hôm nay vợ không mệt lắm. Quên. Quên. Mọi người biết không, trước Đã khi không nói. Đang đào bụng nhưng mà tổ dân. bụng chuẩn bị đi đi đẻ, đau bụng chuẩn bị đi đẻ, nhưng mà phải từ từ đã, đợi một tí để còn tô son đã xong mới đi được. Ê, sợ ma rồi, đợi một tí để tô son. Nhanh lên nào vợ, đợi một tí chưa tô son. Tao không cầm tí bắt đầu tay. Thì post làm cái gì, like được một tí thôi xong rồi để Like lại. một tí nhá mọi người nhìn Nhưng mà không đau đúng không, không. trông vào ghê gút không, Túi vợ gọi son mà chồng đâu thì ăn không túi ở ở đâu. ngoài mà, nhưng mà có hết son đâu, chưa hết son. Bác sĩ đẹp trai không? Bác sĩ đẹp trai, bác sĩ gút. Bác sĩ sao hiêng. May mua ô tô. Ừ. Cái gì? Chị ai có dịp ô tô. Gíp mô tô, tiền đâu mà mua tô. Chồng không biết vợ có tiềm lưng đúng không? Ừ. Cảm ơn thỏ sáu lăn nhá. À, thỏ sáu khế. To sau kế. Đúng rồi, thỏ sáu khế. Udah lahir. Udah lên đi bayi ku lagi ngon. Bayi gede. Đi đẻ mà cứ như đi kiểu trình diễn trộm vía. Tao to. Thỏ Tao sáu lần. sáu lăn. Mọi người bảo cố lên. Cố lên đúng rồi. Open 7 rồi mọi người. Nó vườn bảy rồi đúng không? Đó. Ừ. Open 1, 2, 3 đầu. Đúng. 1, 2, 1, 2, 3, 4, Đâu? 5, 6, 8. Sao lại 5, 6, 8, 5, 6, 7 chứ? 5, 5, 6, 7, 6, 7, 8. 8, 9, 10. Ừ. 10 là 20. 10. Cảm ơn mọi người nhé, cảm ơn mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã gửi những lời chúc đến vợ chồng cũng như là con em nhé. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người có cái gì nhỉ? Có nói cái gì nhỉ? Nói cô lên. À, mọi người gửi lời chúc. Terima kasih yang sudah doain aku ya teman-teman. Tapi aku lupa bawa bulu mata. Vợ không có ở đây này. Hôm nay vợ có làm ở đây nhưng mà quên. Cảm Đấy. ơn Thỏ nhé. Tắm. Quên quên chưa gắn mi giả gì. Không thôi Bác ta sĩ đang xin. đang đang này. Này này. Ừ. Sợ đấy, sợ đấy. Không trong sao làm nhìn đi mình em tặng cho bắt Có ăn không? không sợ đấy là có bút bút này. Có vợ đi rồi Đi đâu rồi? sợ là đi sợ lắm Sợ lắm. hết rồi không nó hết rồi Hết rồi á? hết rồi hết đi Hết ý rồi. Ừ, sợ. Khó, mọi người nói cái gì để cho không nhìn nó vợ mặt vợ này. Đây, nhìn đi. Cho mấy tay vợ gọi to. Hả? Nhìn gọi to.
Ui giời, có con rồi thì sợ cái gì? Có chồng rồi Có vì sợ không sợ mọi người? sợ ai? Mọi người là bạn tôi mày buồn cười. Mọi người chưa có em bé, ngày mai có em bé nhé mọi người. Đúng rồi. Mọi người có nghe vợ em nói là những đôi vợ chồng ấy mà chưa có em bé thì ngày mai có em bé, nhà vía nhà vía nhỉ. Nhà nhà vía. Amin. Amin. Normal. Đi bim là đi bụng. Đi bím. Normal Để thương. guys. Alhamdulillah. Nanti pengadenan ya guys. Jangan lupa subscribe. Mọi người hành trình thì mọi người cứ xem ở gọi là yêu từ bé của em, hành trình đi đẻ của vợ em thì mọi người xem ở yêu từ bé Mấy giờ nhà chồng đi ở đây? nhé. 8 giờ nhỉ? Tám Nhanh giờ mọi người, đúng rồi, open 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. bảy mười bảy không lại còn mười nữa. 9, 10. Cepat guys, apa pembukaannya cepat tadi loh, aku ke sini pembukaannya 3, terus sekarang sudah 7. Kamu tahu? Lagi ngọc nha. Hát xì. Hạ Hát xì. Thank you Ngọc nha, cảm ơn em. Cảm ơn mọi người. Seti, anh đã seti bác sĩ phụ một phần. Ok Không seti nha, đẹp thương mọi người ạ, đẹp thương trộm vía. ơi. Ui, view nhiều thế chứ. Mọi người đi ngủ đi, không ngủ làm gì nhìn vi à. Biết rồi, vì gọi xin. Biết rồi, đi có sinh đúng không? Có tô son là đi đẻ phải tô son đã đúng không? Đúng, nhưng mà chưa có eyeliner đặt chồng, chưa có mascara, bulu mata badannya lupa tidak dipasang teman-teman. Hangan tante, Ngàn tâm tư hangan tăng tư, tâm hangan tâm tư, tắm. tâm tư Hàng ngàn tâm tư, hàng ngàn tâm phế. ngàn tâm tư cha viết lên đây với bao niềm vui khi con chào đời hết. Tại sao vợ không xem cho mọi người nhà chồng? Gọi đi tiêm là mọi người này. Nghe vợ đấy. Tại sao nhỉ? Đúng không? Đúng. Mọi người đi tiêm rơi mọi người này. Chồng nói vợ này, vợ ơi ăn cơm cái gì đó. Tapi aku kok sadar guys, kenapa ini? Hàng ngàn tâm tư cha viết lên đây với bao niềm vui khi con chào đời, mong con khôn lớn hết không hát nhảy một đây một tí. Gak sakit kah? Tidak. Sakit sakit ketika disakiti Cảm ơn chị kamu. Nga, cảm ơn mọi người nha. Ở nhà tập đi đẻ thì tập thế nào? Ở nhà đi đẻ pha ke đẻ thế nào? Gì Đi đẻ pha ke ở nhà như thế nào, tập như thế nào, tập cái gì tập đi đẻ ở nhà như thế nào? Đẻ ở nhà lại đi tập đi đẻ ở nhà thế nào? Đúng rồi, đẻ phải sinh đúng không? off Ở nhà tập đi đẻ là trước camera là phải sinh, nhưng mà off camera thì tính sau nhỉ, nhưng mà không, đã không đau không. đúng Off.
mà còn dây đến đây cơ mà. Vừa nghe đồng nghiệp nói đi Bên bên ở đây. đây một tí để chồng nhìn thế nào. Vừa nghe đồng nghiệp nói mở 3 phân rồi à, 7 phân rồi. 7 rồi thì nó 10. Ở đây. Ừ, đúng một chút ok đúng Nhưng mà trong ốc ốc camera. không. Không đấu mọi người không sợ. Đúng rồi. Em này không buồn. Nha mọi người nha. Mọi người ai có em bé không buồn, không suy nghĩ. Đúng rồi. Có buồn có suy nghĩ lại đau. Đúng rồi, không sợ. Không sợ lại không đau. Khoai nha. Khoai. Em đang tiêm. Ừ. Em nhìn TikTok. Nhìn anh mukbang. Ai đây? Cô Hương. Cảm ơn cô Hương nha, cảm ơn cô Hương. Quan trọng nhất. Dạ. Dạ. Quan trọng nhất. Ok. Quan trọng nhất nhá. Giọng được ngang được tùy. Anh bình thường như các bạn ở mà một mà như kiểu bọn em anh hay xin khoai này anh hay quay sọt em cho anh trả số không hết anh sẽ dự là cái dự sọt nhá hơi ngang đi ngang hả ngang đi à, thì ok thì em thôi cứ nói chuyện với nhau nhiều nhất kìa ừ. Ai giờ Camera. camera Ừ. trong ở đây có ok Ok. Mọi Ê, vợ có đau nhiều không em? vợ đau nhiều không? Không. Hỏi thôi. Không đau không em? Dạ. Đây. Đang tư. Chúc mẹ tròn con vuông. Cảm ơn mọi người. Ừ. Mẹ Vân đang bên ở đây là một người. Đấy. Mọi người nói mẹ Vân ở đâu? Mẹ bên ở ngoài. Đúng, only một người. Đúng rồi. Chỉ một đấy thôi. Chỉ hai vợ chồng thôi đúng không? Dạ. Ừ. Hàng ngàn tháng thứ Hơi hai ta chung nhà em ơi. hơi Hãy khi là người nhé. Nhưng mà không lo thật à? Không Không lo thật. có đau Nhưng mà có sợ không? không Không sợ. Ừ. Thế đẻ 10 con nhé. Không đau thì sợ cái gì? Thì đây người ta. Cười thế. Cười không thế. vợ thích chồng có bảo kê ở Thế chồng đây. bảo kê vợ còn gì? Là phụ mình nên không biết nói cái gì. Ờ đấy à. Nhưng mà chồng bảo kê bạn mà. Nên là không sợ, hiểu không? Đẻ 10 con nhé. Ok. Ừ. Em xinh chưa này anh? Xin. Ok. Em bảo nếu để chỉnh nó nhé, từ từ để chỉnh nó. Nếu mà chỉnh nó cái này thì nó ngửa lên này nó đỡ đau rồi. Đây là đỡ chọc vào trán đỡ đau rồi đấy, cho cái cao đây lên một tí Đấy, bác sĩ vừa đẹp trai lại còn vừa đấy, đúng kiểu anh nó sẽ không bị ấn vào trán nó đỡ đau vâng như kiểu em phải xoay ngang đúng không dạ. Đi có bên cho là Paraguay. Xin chưa mọi người nhìn xin chưa xin chưa Xin chào mọi người. xin chưa Đi để hỏi xin chưa? Nhưng mà mọi người có tiếng mọi người này. Xem uống bia này. Ừ.
Nó vợ không mà, mặt vợ này. Có nghĩa là vợ không đau? Không, họ đau nhưng mà một chút. Đau một chút thôi gì? Xin rồi, đúng rồi, vợ anh đã tới xin. Makasi, teman-teman. Cái gì đấy? Son. Son à? Môi chưa hết son đúng không? Mày hiểu chưa? Hết chưa chồng? Chưa, không hết son được. Cái gì chưa? Ở đây. Kệ nó, không sao, các bạn theo dõi hết ở ngoài kia không? Đi 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 ra đi 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 mọi người thả mèo, thả sư tử kêu núi to đúng không? Sơ tơ không. Wow. Như vợ xem mèo đúng không? Không, vợ là mèo là vợ không đâu. Em cảm ơn mọi người nhé. Bây giờ đang là 11:10. Tí nữa tôi không biết. Makasi. Tám phân rồi kìa, vào đây đã 5 phân không đau, không đau lớn đi chưa, không nghe ra nào. Đi đẻ nhưng mà có thấy nghe ra nào? Đi đẻ nhưng mà vẫn tươi tỉnh lắm. Vợ có đau không? Ừ đúng rồi. Có đau nhưng mà mua chút. Đúng. Xem đơn tháng. Ừ, nhà bia cho mọi người. Đúng không? Không đi đẻ đau. Không đau. Đúng không? Không đau. Ừ. Vì là may mắn khi có em. May mắn khi có em à? Gỡ ra kết lục guys. Cuma kayak rasanya itu kayak halangan tapi kayak halangan ke satu kedua. Mọi người không nhìn vợ là chồng? Nhìn đây nè. Nhìn to luôn đi. Mông con xem vợ đúng không? SC à cả normal. Bà bố anh Hiêm đỡ đúng không? Vâng. Hiêm mắt anh ngày xưa vợ mình để đến năm 2018, đầu năm 2018 bố anh Hiêm. Em nhờ bác sĩ Hiêm mà. Ở đây em trước còn mấy nhà TikTok mọi người đều phải gặp. Vâng. Không, em thích quay ngang. Thích quay ngang. Ok rồi đấy. Video mà, photo đâu mà cười. Bỏ ra là sao vậy? Dạ. Cái này cầm điện thoại trong một đây. Đây, để ở đây đi. Bạn sai thế. Đây. Không, anh bỏ tay ra. Bỏ tay ra cho. Để em xem là nó dựa được đến đâu. Không nhìn thấy là cái cơ bỏ đi. Em có cái gì nặng nặng để cắt
Hello anh Hiếu. Hello anh Hiếu. Gì? Hello anh Hiếu. Bye bye mọi người nhé. Hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Bye bye nhá. Nhá.